Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị phóng sự cộng đồng giới thiệu và triển lãm dự án xây dựng đài tưởng niệm tri ân tại Louisville, Kentucky do Việt Hùng thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Xin kính chào quý khán giả đài SPTN. Hôm nay nhóm phóng viên chúng tôi tại thành phố Louisville, Kentucky có mặt tại buổi văn nghệ, triển lãm và giới thiệu dự án đài tưởng niệm tri ân. Dự án này do cộng đồng người Việt tại thành phố này thực hiện. Dự án này nhằm nói lên lòng tri ân đối với tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh cùng hiệp lực đấu tranh bảo vệ nền tự do của Việt Nam trước đây. Sau đây xin quý vị theo dõi một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được. Trong cuộc chiến Việt Nam có hơn 260.000 chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hơn 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ và khoảng 4.000 binh sĩ các nước đồng minh khác đã hy sinh nhằm ngăn chặn sự xâm lược của đại nạn cộng sản. Xin anh cho biết cái cảm tưởng của anh khi anh tham dự buổi triển lãm về cái dự án đài tưởng niệm tri ân ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, khi tôi đến đây thì tôi cảm thấy rất vui mừng và tôi cảm thấy hạnh phúc vì ban đại diện cộng đồng đã tổ chức được cái dự án để mà tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống và những bạn đồng minh đã hy sinh cho lý tưởng tự do trên quê hương của chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái dự án này sẽ sớm hoàn thành và chúng tôi sẵn sàng ủng hộ và tôi sẽ đóng góp và tôi kêu gọi con cháu chúng tôi đóng góp để cho dự án này được tốt đẹp, sớm hoàn thành, được tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn anh. Tôi rất hân hạnh được tham dự cuộc triển lãm để xây dựng tượng đài quân lực Việt Nam Cộng Hòa để kỷ niệm với đồng minh là quân đội Hoa Kỳ xây tượng đài. Tôi rất hân hạnh và chúc mừng để xây dựng nhanh chóng và tốt đẹp. Dự án đài tưởng niệm tri ân sẽ được xây dựng tại công viên Veteran Memorial tại thành phố Jefferson Town ở ngoại ô của Louisville, Kentucky. Tượng đài này nhằm tượng trưng cho tình đồng đội khăng khít giữa những quân nhân Mỹ và Việt Nam cùng các đồng minh khác đã chiến đấu bên nhau. Sinh hoạt sắp tới của chúng tôi sẽ có triển lãm và công bố kết quả chung kết của tất cả 128 bản thiết kế từ 22 nước trên thế giới gửi về vào ngày 11 tháng 1 năm 2017. Kế đó nữa là vào tháng 4 ngày 22 cũng của năm 2017 sẽ có chương trình ca nhạc gây quỹ. Thời gian và địa điểm sẽ công bố sau. Quý vị có nhiều cách để ủng hộ cho dự án này bằng cách là quý vị có thể chia sẻ ý tưởng của dự án đến với những người quen biết và chia sẻ những câu chuyện của chính quý vị sẽ là một phần cốt yếu cho phần lưu trữ tài liệu lịch sử. Quyên góp cho dự án chúng tôi cũng không thể nào hoàn thành được dự án này nếu không có sự đóng góp của tất cả quý vị. Xin trân trọng cảm ơn. Tên em là Thảo. I'm very happy to be part of the Vietnamese community here in Louisville. There's a wonderful project going on. It's a monument, the Tri An Monument here. And what's so special about this project is that it's a monument that not only honors the American soldier, but it honors the cooperation between the American soldier and the Southern Vietnamese soldier during the war. It's a big project. We're doing fundraising for it. And as you can see, there's been quite a bit of interest in it. We have had
quite a few numbers of architects here rendering their work, and I'm just very proud to be part of this project. Việt Hùng và nhóm phóng viên SPTN thành phố Louisville, Kentucky xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại lần sau. Sau cùng, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi chương trình IV News Trung Cộng Không Đáng Sợ do Destiny Nguyễn thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Trung Cộng Không Đáng Sợ. Lịch sử nhân loại đã chứng minh, dù đứng trên quan điểm nào, các nhà chiến lược quân sự đều đồng ý rằng, nếu chiến tranh là chọn lựa duy nhất để bảo vệ sự sống còn của đất nước. Yếu tố quyết định mà một nhà lãnh đạo phải làm là chủ động chọn thời điểm để phát động chiến tranh. Không phải chỉ nước lớn mới có quyền chọn lựa chiến tranh, mà một nước nhỏ cũng có thể gây ra chiến tranh và lôi kéo các nước lớn vì quyền lợi hay vì bảo vệ quyền lợi phải tham dự chiến tranh. Các lãnh đạo Trung Cộng, từ những bài học chiến tranh thế giới nêu trên và những thất bại máu xương trong lịch sử Trung Cộng, không dám đơn phương phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam với một tầm vóc quy mô như chúng đã làm vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Tại sao Trung Cộng lại không dám? Vì hoàn cảnh chính trị Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung đã khác hẳn so với 37 năm về trước. Chiến tranh giữa Trung Cộng và Việt Nam không còn là chiến tranh giữa hai nước, mà là cuộc chiến tranh vùng và có khả năng cao lôi kéo cả Mỹ và Nhật vào cuộc. Trung Cộng là một nước có lịch sử phân hóa và nội phản từ trong xương tủy. Là một nước lớn, nhưng Trung Cộng thường không đủ khả năng để bảo vệ chính mình. Các điều kiện kinh tế toàn cầu ngày nay đã làm cho các cường quốc phụ thuộc vào nhau nhiều hơn so với 37 năm về trước. Nếu có xung đột quân sự, các quốc gia dân chủ, dù thắng hay bại, vẫn có cơ hội phục hồi, nhưng Trung Cộng sẽ tiêu vong. Trung Cộng là một nước hơn 1 tỷ dân, với hàng trăm chủng tộc, sắc dân, giọng nói, các khu tự trị, nhiều vùng tự trị chỉ chờ đợi cơ hội để đòi độc lập. Biến cố Thiên An Môn đã qua hơn 27 năm, nhưng vẫn là mối ám ảnh thường xuyên trong giấc ngủ của các lãnh đạo Cộng sản Trung Cộng. Trung Cộng đang bị bao vây. Hầu hết các quốc gia dân chủ trong vùng, từ Ấn Độ đến Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan, tuy mức độ khác nhau, nhưng đều là các quốc gia đang có những mâu thuẫn căn bản với Trung Cộng. Không những về quyền lợi kinh tế, mà cả về chế độ chính trị. Riêng đối với Việt Nam, Trung Cộng vừa lấn chiếm, vừa đe dọa, nhưng cũng vừa phải bảo vệ chế độ Cộng sản. Mặc dù không công khai tuyên bố, giới lãnh đạo Cộng sản Trung Cộng cũng biết hiện nay chỉ còn 5 quốc gia theo một loại chủ nghĩa Lenin không có Mác. Bảo vệ chế độ Cộng sản không chỉ giúp để giữ an toàn phòng tuyến phía Nam, mà còn tránh sự sụp đổ dây chuyền trong trường hợp cách mạng dân chủ tại Việt Nam diễn ra trước. Do đó, thay vì đánh chiếm Việt Nam như chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Cộng chủ trương từ từ gặm nhấm dần mòn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Những hành vi ăn cắp vặt này không đủ va chạm quyền lợi nặng đến mức các cường quốc phải đặt vấn đề. Và các biến cố do chúng gây ra không đủ tác hại an ninh khu vực đến mức quốc tế phải quan tâm. Đại đa số nhân loại không muốn chiến tranh. Nhất là Việt Nam, một dân tộc đã chịu đựng quá nhiều đau thương mất mát vì chiến tranh, lại càng không muốn chiến tranh. Thế nhưng, nếu chiến tranh phải đến lần nữa trên đất nước Việt Nam, hãy đến càng sớm càng tốt.
hãy đến khi Trung Cộng còn yếu. Hãy đến khi quyền lợi các cường quốc bị va chạm và buộc phải tham gia can thiệp. Trung Cộng không đáng sợ, mà chỉ sợ lòng yêu nước trong mỗi người Việt Nam chưa đủ độ sục sôi. Destiny Nguyễn, tường trình từ bài viết của nhà văn Trần Trung Đạo.